có camera Joshi mà mọi người chưa biết chia sẻ sang cho người thân của mình xem chung cam thì mọi người xem em video này nhá. Thì đầu tiên mọi người đang muốn chia sẻ sang máy nào ấy thì mọi người sang máy đấy, mọi người cũng phải tải hộ em một app Joshi về, xong anh chịu mới tạo em một cái tài khoản mật khẩu, xong rồi mọi người vào cái tài khoản này, các anh chị kéo cho bên nào em này, nó ra một cái mục là mục chia sẻ, anh chị ấn vào mục chia sẻ này cho em, xong anh ấn mục một là mình sẽ chia sẻ tài khoản, hai là phần chia sẻ QR, thì anh ấn vào phần chia sẻ tài khoản của em, xong anh sẽ xác nhận, xong rồi chọn một nhớ là chọn về cái cộng 86 nữa, mọi chọn về cộng 84, mọi ghi cho Việt Nam này em, mọi chọn Việt Nam cho em, xong rồi anh chị nhập em cái tài khoản của máy bên này vào, đấy em nhập. Sau khi chị nhập xong rồi anh chị ấn xác nhận của em, ở trong chị ấn giữ xác nhận chia sẻ, rồi sau sau bên này mọi người vuốt luôn mới xuống đấy, nó sau một chữ chấp nhận này, anh chị ấn chấp nhận đi em đấy, mọi người chọn tên đấy, là có thể hai máy xem được cùng một lúc camera của mình rồi đúng không ạ? Ok nhá, chúc mọi người thành công.